안녕하세요 여러분 레입니다 xin chào tất cả mọi người mình là ren hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần học 200 mẫu câu tiếng hàn về bệnh viện thì uh, hầu như là mình ở hàn thì cái khả năng đi bệnh viện của mình rất là cao dù bệnh nặng bệnh nhẹ thì đi bệnh viện hết nên là những mẫu câu này mình mong là sẽ giúp ích cho mọi người nha nè xin chào các bạn nè cú thu qua chùa cú tụi trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên ren channel nha để xin chào các 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸어요. 我 bị cảm, bị cảm ì n h bị cảm thì thường mình sẽ nói là 감기에 걸리다. 감기에 걸리다. nó từ gốc ở đây là 감기에 걸리다. lưu ý cách p a c h i là r, theo sau là r thì chữ r thứ hai đọc là l. khỏi khi mình nói mình bệnh thì mình sẽ chia thì quá khứ thì nó sẽ thành khỏi do này mình bị bệnh gì thì mình sẽ áp dụng cái ngữ pháp danh từ <cười> e khỏi <laughs> đã danh từ e khỏi <laughs> bị cảm thì không gì còn ví dụ mình bị bị đau mắt thì mình có thể dùng là 눈병 <laughs>

아파요. 목이 아파요. 목이 아파요. Tôi bị đau cổ. Thì bị cảm hay những cái triệu chứng của bị cảm thì mình sẽ nói cho mọi người nghe trước ha. buộc ở đây là cái cổ. y À, trợ từ y ca mù kỳ đọc luyến lên nha các bạn và chim này mình sẽ luyến lên đây mù kỳ từ gốc của mình là ập phu da miệng viết xấu ạ ập phu và theo sau nó là đuôi a à, o tức là đuôi uh, lịch sự trong văn nói thông thường á a à, thì trong trường hợp này ập ta sẽ được chia như sau nó có quy tắc của chữ ư ha ư này sẽ bị mất sau đó bước thứ hai sẽ là chia thì Ê. theo nguyên âm trước nó 알겠습니다. 웹에서 지하타이에 대... 아, Tức là sao? Đầu tiên là mình sẽ nè. Chữ mất rồi và sau đó mình chia thì theo nguyên âm, tức là nguyên âm phía trước đó là chữ a thì mình chia đuôi đuôi đu vô thì sẽ là chia với a vô. Chỗ này nếu bạn nào vẫn chưa có nhớ cái quy tắc mà chia đuôi vô á, chia đuôi nó trong văn nói lịch sử á thì mình có thể nhìn qua bên này một xíu nha. Mình sẽ nói ngắn gọn thôi nha, động hoặc tính từ khi các bạn muốn chia vô, đuôi vô, là đuôi mà là sự sử dụng trong văn nói Thì đầu tiên mình có bước số 1, bỏ tà đi, tính động từ, động tính từ bỏ tà đi Mà cái nguyên âm của nó là A hoặc là U Tức là sao, ví dụ mình có là từ mọc uh, tà đi Mọc tà Đầu tiên mình bỏ tà đi, sau đó mình coi cái nguyên âm của nó nè nguyên âm của nó là chữ o nó không thuộc trường hợp này không biết Nguyễn là cái nguyên âm của nó thuộc hai trường hợp a hoặc là u thì các bạn sẽ cộng thêm a cho mình và trường hợp số 2 là trường hợp đơn giản nhất đó là khi các bạn bỏ tà đi mà nó có chữ ha thì các bạn biến luôn nó thành chữ he cho mình biến luôn nó thành he nha trường hợp số 3 là trừ ba trường hợp trên không phải là a u không phải là ha tà tức là giống với trường hợp của chữ một tà trên này nè thì mình sẽ có là những cái nguyên âm như là o nè u nè ư nè hoặc là y vân vân thì mình sẽ cộng với ai o vô nha <laughs> o vô vậy cái trường hợp ở uh, dưới cái từ ập phư của mình ở chỗ này nè thì mình có ập cộng chữ nguyên âm phía trước nó chi thì thêm nguyên âm phía trước nó là nguyên âm a tức là nó đang thuộc trường hợp số 1 thì mình cứ cộng với a vô tận upper nhấn xuống là upper mù ghi upper tiếp tục gió đi isoyo gió đi isoyo hoặc là gió đi nayo gió đi nayo gió đi nayo tôi bị sốt ở um, các bạn đi bệnh viện thì uh, khi bạn nói bạn bị triệu uh, chứng gì đó, người ta thường hay hỏi bạn là yếu đi sẹo bạn có bị sốt không tại vì bị sốt đó là nó cảm cũng như nhiều trường hợp nó bị sốt đó. nên là người ta sẽ hỏi bạn có bị sốt không để um, cho thuốc thôi nè yếu đi sẹo tôi bị sốt hoặc là do đi đại tôi bị sốt yếu ở đây đó là sốt đó các bạn yếu nhiệt 여기가 쏙 열이 나다 링윙검 쏙 열이 있다 미 아, 쏙, 네 틱톡 콜록거려요 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 받침은 를, 대사는 를 를, 대사는 를 콜록거려요 네 콜록콜록하다 콜록 네, 콜록, 콜록콜록들라 cái trường hợp mình ho sụ sụ. <laughs> cái đó gọi là khôi lúc khôi lúc khả đó các bạn khôi lúc khỏi rồi không đi với cái cụm ở đuôi là khó đi tà cái gì đó khó đi tà tức là cái gì đó mà nó liên tục liên tục liên tục qua lại liên tục liên tục ví dụ như là Ờ, trong trường hợp mình ho mình ho có liên tục liên hồi thì mình cũng có thể sử dụng được còn ví dụ như là bắn chắc co đời chắc chắc lấp lánh lấp lánh thì trong trường hợp này lấp lánh lấp lánh nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại thì mình sẽ cộng thêm cái khó đi tà này vô nè danh từ cộng với khó đi tà này. nó là tiếp vị ngữ thôi mang nghĩa lặp đi lặp lại cái gì đó nhiều lần cái hành động phía trước cái danh từ phía trước nhiều lần nè ở đây là bị ho khó đời ở khó đi tà chia sẽ khó nha các bạn lưu ý à khó đi tà nè rồi bỏ tà đi nhiều bạn không biết hay hỏi cái vấn đề lắm thì khi chi du thì nó là thuộc trường hợp số trường hợp số 1 là gì các bạn a o trường hợp thứ hai là ha trường hợp số 3 là những cái còn lại ở đây là y là thuộc hợp trường hợp thứ ba sẽ cộng với o vô thì chỗ này là khó ri o yu khó đi thì khi mà khó đi rồi này á người hàng sẽ đọc và ghép nó lại luôn ở đây y với o thì người ta sẽ ghép lại là khó đi đọc nhanh là cũng là khó đi ghép lại luôn thì khó đi nè có lúc khó đi tiếp tục đi gà ập hay đi gà ập tôi bị đau đầu tôi bị nhức đầu nó bị cảm thì thường sẽ có kèm theo triệu chứng là bị nhức đầu mình phải nói hết tất cả triệu chứng ra để người ta cho thuốc cho mình đúng cái triệu chứng của mình ha bò đi ở đây là cái đầu có thể là mò đi có thể là tóc cũng được ha bò đi là đầu hoặc là tóc ập phư tạ mới nói xong từ gốc của nó là từ ập sư tả là mang nghĩa là đau đau cái gì đó thì danh từ có bạch chim thêm y không bạch chim thêm ca ập phư tả tôi đau cái gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái ngữ pháp này ha trong trường hợp này là Mori là đầu ví dụ như là, tôi đau 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 cánh tay pai pai có bà chim cộng y pai à rồi ví dụ như là tôi bị đau mũi đi mũi của mình là khu khu không có bà chim thì mình sẽ cộng với cả khu có pai hoặc là tôi bị đau răng răng chẳng hạn y y có phải nhiều bạn cái răng á, các bạn hay dùng là e bay đó e ý bay này thật ra nó là răng tuy nhiên là y e bay nếu mà nói đúng theo như là Putinor uh, thì nó dùng là y nhưng mà cho động vật còn mà con người thì thường người ta sẽ dùng y chứ không phải dùng e bay e bay là cái hàm răng dùng cho động vật nhiều ha Nè, nên trong trường hợp này người hàng cũng dùng rất sai rất là nhiều nên là các bạn dùng y cũng được dùng y e bay cũng được tuy nhiên là khuyến cáo dùng y e thì nó sẽ chuẩn hơn ha 이? 이가 아파요. 머리가 아파요. 아, 배가 아파요. 이용 나, 나뭔 거야? 배, 이렇게 뽐 배, 니 배가 아파요. 나뭔가 화장실에 가야 돼. 틱 재채기 해요. 재채기 해요. 재채기 해요. 재채기 해요. tôi bị hắt xì hơi hắt xì phát chết chết kiểu mình bị cảm thì mình cũng hay bị hắt xì lắm hắt xì lắm nên là trong trường hợp này mình cũng có là chết chết ghi hà đã là bị hắt xì hơi à chết chết tiếp tục khôn mù đi nài ô khôn mù đi nayo ô khôn mù đi nài các bạn khôn mù đi tôi bị chảy nước mũi trong trường hợp này mình có từ khôn mũi là cái khô là cái mũi nè mùi là nước nè khi mà hai cái danh từ này ghép lại với nhau á, người ta có xu hướng là thêm chữ siêu chữ sờ làm bạch chim cho từ phía trước ha à. không mũi và mình đọc ở đây có cái quy tắc đó các bạn sờ ở đây mà gặp chữ mờ này nè thì á chỗ này á chỗ chữ sờ mình sẽ đọc là thành chữ n Nhìn n nên mình sẽ đọc là khôn mùi không đọc là khúc mùi mà đọc mình đọc là khôn mùi nha các bạn khôn mù nào khôn là bị chảy nước mũi khôn mù đi ta nguyên cụm này là chảy nước mũi nha các bạn nước mũi bị chảy ra nà ta khôn mù đi nào cảm là thường bị như này lắm nha tiếp tục hê ơ chê rư mò 먹어요. uống thuốc hạ sốt uống thuốc hạ sốt 해열제를 먹어요. 해, 열, 제, 해, Ở đây là thuốc hạ sốt các bạn. He là giải nè, là nhiệt nè, là thường là đi với cái thuốc gì đó thì hay dùng 제 ha. 해열제, thuốc hạ nhiệt tức là thuốc 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 hạ sốt á, hạ nhiệt hạ sốt á. 해열제, mọc tà là uống 해열제를 먹어요. Người Hàn á uống thuốc á thường á người ta sẽ đi với từ mọc tà mà sẽ không có đi với từ bọ si tà nha các bạn. Thường là uống thuốc thuốc viên thuốc nước gì thì thường đều uh, đi với cái mật tà nhiều hơn ha. 네, 해열제 먹어요. thường là nếu bạn sốt trên 38 độ 5 á thì 38.5 độ thì bạn phải uống 해열제. Ừ con mình cũng hay bị uống cái 해열제 này lắm nên các bạn lưu ý nha. Tiếp tục. 감기약을 먹어요. 감기약을 먹어요. 감기약을 먹어요. Uống thuốc cảm. Uống thuốc cảm, đây mình sẽ có thêm cái thuốc nữa đó là cầm gì Cầm gì hồi nãy mình nói là cảm cúm nè Giặc, ở đây là thuốc thì mình chỉ cần ghép vô thôi Cầm chi giặc, cầm gì giật Nhấn xuống à cầm gì giặc không ha, cầm gì Cầm gì thì không có hay lắm Mà nói như người hàng mình nhấn xuống ha Cầm gì giặc, cầm gì giặc Mọi người ạ Và chim là chữ cờ, kia ốc Luyến lên đây ha Đọc là

thương y xí mèo tôi bị nhức đầu quá tôi bị nhức đầu nặng hoặc tôi bị đau đầu nặng thì thường mình dùng là thương y xí mèo ha thương ở đây là thu thu là cái đầu đó các bạn cái đầu mà tiếng hán sẽ là thú thương ở đây là thương chân tức là cái cơn đau thương là cơn đau đầu nè xí nặng trầm trọng cái gì đó thì mình dùng xí ma tà thương y xí mèo ý ga ở đây chỉ là trợ từ của chủ ngữ thôi ha chú thông y xí mẹ ơ, tôi bị đau đầu nặng. Rồi mình có đau đầu á, thì mình sẽ uống thuốc nhức đầu. Thuốc nhức đầu thì mình có là chú thông, hồi nãy thuốc khẩm chi Thì trong trường hợp này, chú thông nhá, chú thông nhá, chú thông nhá, ha các bạn. Ở đây mình sẽ đọc là chú thông nhạc không có đọc là chú thông nhá. Mà mình đọc chú thông nhá nha các bạn, chú thông nhá nó có quy tắc ha. Chữ ngờ bạch chim ở đây theo sau đây luôn thì mình sẽ đọc là thủ thông nhạc Thu thông nhạc thủ thông nhạc gửi bỏ rồi đó tôi uống thuốc đau đầu nè uống thuốc nhức đầu tiếp tục oh, có nè mi ăn thủ thông nhạc gửi bỏ rồi đó thủ thông nhạc gửi bỏ rồi uống thuốc nhức đầu thủ thông là nhức đầu nhạc dạ, là thuốc đọc chung là thủ thông nhạc thủ thông nhạc thủ thông nhạc gửi bỏ rồi tà là uống tiếp tục 목이 쉬어요. 목이 쉬어요. 목 쉬어요. Tôi bị khang tiếng, bị khản tiếng Các bạn nói nhiều quá cũng bị khản tiếng Muột ở đây là cổ Có thể là cái cổ của bạn Nhưng cũng có thể là cái cổ họng ở bên trong ha Nên mình dùng chung là mù Mù ký, luyến âm lên đây Mù ký, suy Ở đây mình có Mù ký suy đã Mù kì suy anh nguyên cái cụm đây ạ. À. Nó mang nghĩa là khen tiếng ha. À. một kì suy tả khang tiếng. một kì suy đà, suy này khi mà mình chia đuôi a o vô Thì nó trừ trường, trường hợp thứ ba là nó phải cộng với o vô thì thành suy. Cộng với o vô thành suy o vô. kì suy o vô. Tiếp tục. Bệnh y nà sơ yô. Bệnh Bệnh phỏng ý tôi bị bệnh, tôi bị bệnh ví dụ, oh, hôm nay tôi bị bệnh này không phỏng là hoặc là, cô oh, chị tôi bị bệnh này bệnh ý hôm nay không phải đi làm được, cũng thứ, xuất gần là không thể, bệnh là sờ, bệnh, đây là bệnh, y mình có nguyên cái cụm là bị bệnh là phỏng ý là ta các bạn, nè bệnh ý là ta là bị bệnh Nè. Rồi, bị bệnh này thường á là người Hàn sẽ chia ở cái thì quá khứ. 병이 났어요 nà 나서 thì được, nhưng mà phỏng nà thì rất là ít dùng. Nên mình phỏng so tức là tôi bị bệnh. Hoặc là ai đó bị bệnh, 병이 났어요 nà Giám đốc bị bệnh rồi. Phỏng chân này sơ. Nè. Tiếp tục. 병이 났어요 병이 나왔어요. 잠깐만요. 병이 Trường hợp này tôi hết bệnh rồi. Nó khác với trường hợp hồi nãy nha các bạn. Các bạn thấy cái 병이 này các bạn đừng có lầm tưởng. Ở đây á là 병이 từ gốc của nó là 병이 나왔다 là khỏi bệnh. Nó khác với cái 병이 나왔다 hồi nãy á là bị bệnh nha các bạn nè cái trường hợp thiếu này bị bệnh á thì mình nói là tôi bị bệnh thì các bạn phải chia là thiếu nghi nã sơi ô nã nè còn trong trường hợp này thiếu nghi nã tức là khỏe là khỏi cái từ nã tà này là khỏe là khỏi á, thì nó có cái quy tắc của chữ siêu chữ sờ làm bạch chim thì cái sờ làm bạch chim theo sau đó là nguyên âm những chữ bắt đầu bằng chữ ngờ này thì chữ sờ này sẽ bị mất tức là trong trường hợp này phòn y đó. đó chữ sờ bị mất rồi thì mình chia quá khứ thì mình sẽ cộng với aso vì nguyên âm đó là chữ a nè aso nè nếu như theo bình thường mình suy nghĩ thì cái chữ a này cộng với a này thì mình phải viết nó thành aso tuy nhiên cái chữ sờ này nó biến mất nó biến mất cái chữ sờ dưới làm bà tiên là biến mất tuy nhiên nó không phải là biến mất hẳn mà nó vẫn còn nè, chẳng nó nó vẫn còn cái nó sơ, nó vẫn giống như là nó vẫn còn cái hồn ở đó vậy đó hồi trước mình nghe thầy mình giải, vẫn còn cái hồn kiểu vậy đó nên là khi mà nếu mà mình viết nó sơ này nó sẽ bị trùng lập với cái trường hợp cái thằng mà mình bị bệnh á nên là mình sẽ viết theo đúng như là nó bị mất nhưng mình không được thay thế cái khác vô được không được viết tắt lại với cái khác nên là nó sẽ 나 나았어요. 병이 나았어요. 이 와이데 풍비 칸. 병이 나았어요. 병이 나았어요. 내가 막는 풍비 칸. 나았어요. 라 뜻라. hết b ệ 어 병이 나았어요. 또뭐이또 네, 오늘 여기까지만 합니다. 네, 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.